Kính thưa tất cả quý vị kính mến, cô Đinh Thượng Ngàn là một vị thần đạo mẫu được thờ ở các đình đền khu vực phía Bắc Việt Nam, và hình ảnh của cô Đinh Thượng Ngàn được ca ngợi trong một số các khúc hát văn mang tên Cô Đinh Thượng Ngàn. Tiếp tục chương trình ngay sau đây, xin được gửi tới quý vị tiết mục múa Cô Đinh Thượng Ngàn do đội văn nghệ Làng Văn hóa Ngọc Liễn thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa tổ quý vị kính mến, chúng ta vừa đến với tiết mục múa Cô Đơn Thượng Ngàn của đội văn nghệ Làng Văn Hóa Ngọc Liễn.